chào tất cả các bạn ạ. Mình tên là Hiên Nghiên ạ. Rất vui được gặp gỡ các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom xe máy Thắng Phú Thịnh 3, địa chỉ là tổ 4, khu phố 8, phường Yên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ạ. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một dòng xe, đó là dòng xe Vario 125 được nhập khẩu từ Indonesia. Mời các bạn theo mình ạ. Như các bạn đã thấy trên màn hình, đây là dòng xe Vario 125 ạ. Dòng xe này thì hiện tại bên mình là có 6 màu rốc. Đó là màu trắng nè, màu đen nè, vàng cát nè, màu đen bóng nè, màu đỏ bóng. Đặc biệt là có màu xanh nhám ạ. Như các bạn thấy, đây là màu xanh nhám ạ. Giá xe Vario 125 là hiện tại là có giá là 37.500.000 ạ. Giá đó là chưa tính tiền biển số nha các bạn. Thường biển số thì có giá từ dao động từ 1.2.000.000 đến 1.4.000.000 ạ. Tùy theo địa chỉ mình cư ngụ ạ. Đối với dòng xe Vario 125 này, bên mình là hỗ trợ không cần phải trả trước nha các bạn. Các bạn không nghe lầm đâu ạ, là bên mình là không cần phải trả trước ạ. Dịch bệnh hiện nay thì bên mình có triển khai chương trình làm hồ sơ online và giao xe tận nơi ạ. Khi mà mình mua xe, mình chỉ cần chứng minh gốc và hộ khẩu gốc hoặc hộ khẩu photo công chứng. Nếu không đủ 16 trang, bên mình vẫn nhận làm được ạ. Hoặc là chứng minh gốc và giấy phép lái xe. Trường hợp mình chưa có giấy phép lái xe thì mình có thể dùng là bảo hiểm y tế cũng được ạ. Khi các bạn đến cửa hàng mua xe sẽ được tặng combo 8 món quà và sẽ được tặng thêm một thùng bia để mình mang về gửi xe luôn ạ. Và đặc biệt khi mình có biển số hoặc và giấy tờ thì bên em sẽ gửi đường bưu điện về tặng nhà cho mình luôn ạ. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi ạ. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe nhé. Mọi thắc mắc các bạn xin liên hệ số điện thoại Zalo mình ạ, 0969 323350 ạ, để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ạ.